Trong Tết Nguyên đán 2022 tại xã Nậm Pung, huyện Bát Sát, xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 với ca mắc đầu tiên có hộ khẩu thường trú tại thôn Kin Chu Phìn 2, làm công nhân xây dựng tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, trở về địa phương ngày 28 tháng 1 năm 2022. Ngay sau khi có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Bát Sát đã chỉ đạo xã Nậm Pung, Trung tâm Y tế huyện, khẩn trương khoanh vùng truy vết, Đến ngày 4 tháng 2, xác định 65 trường hợp F0, 269 trường hợp F1 tập trung chủ yếu tại hai thôn Kin Chu Phìn 1 và Kin Chu Phìn 2. Sáng 5 tháng 2, đoàn công tác của huyện đã kiểm tra tại địa phương, yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Nậm Pung và lực lượng y tế tiếp tục giám sát, theo dõi sức khỏe các trường hợp cách ly tại nhà, đảm bảo hóa chất, vật tư phòng chống dịch, tiếp tục truy vết các trường hợp có liên quan, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.